các bác chắc vẫn còn nhớ chồng em hôm trước chứ. Đang giữa trưa mà anh ấy nhảy vào trong bể cá để nghịch. Em đã bảo anh ấy bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn không chịu nghe. Cá chứ có phải người đâu mà vào đấy để tâm sự. Lại còn bảo anh sợ cá cô đơn nên mới tâm sự với nó, để nó một mình trong ấy chắc nó chết mất. Nghe mà buồn cười. Bây giờ thù sao chứ, tâm sự với nó mà nó vẫn chết đấy thôi. Nó không phải chết vì cô đơn đâu mà nó chết vì lây bệnh hắc lào của anh đấy. Người đang bị trẻ mà lại còn nhảy vào đấy để tắm chung với cá, nước nó ô nhiễm thì cá nó chẳng chết. Giờ thì ngồi đấy mà khóc với chả lóc. Lần sau ngáo thì ngáo nó cũng vừa vừa phải phải thôi nhé, tự nhiên mất găng 50 triệu. Người đàn ông chui vào bể cá chơi. Con cá chết ngay trong bể. Anh ta chỉ biết ngồi ôm ghế khóc. Đây là câu chuyện của một cô vợ có người chồng luôn thích nhảy vào bể cá để chơi. Con cá ròng đắt tiền ở một mình một bể vốn yên bình, nhưng khi người đàn ông nhảy làm nguồn nước bị ô nhiễm, nó bỗng bị chết phơi bụng. Đúng là tình cảnh khổ sở hết sức. Nào ai ngờ được yêu mến cá quá mức cũng khiến con vật nhận cái kết thảm thế này. Ông chồng sau đó chỉ còn biết ngồi bệt ôm ghế khóc thôi, chẳng giải quyết được gì. Dân mạng tỏ ra ngao ngán khi nhìn thấy hành động lạ của ông chồng. Có lẽ vì thiếu hiểu biết nên anh ta mới khiến mọi chuyện ra nông nổi này.